Các bạn thân mến, tỷ phú Bill Gates không chỉ được thế giới biết đến là cha đẻ của tập đoàn Microsoft, mà còn là nhà từ thiện lớn nhất của châu Phi. Ông đã đổ vào lục địa này cả chục tỷ đô cho các dự án nông nghiệp, với mong muốn cứu đói dân chúng. Cả vị tỷ phú Warren Buffett cũng rút hầu bao 30 tỷ đô để cùng người bạn Bill Gates phát triển nông nghiệp cho lục địa đen, nhưng lại không mang lại kết quả như mong đợi. Chỉ đến khi những chàng trai trẻ Việt Nam đặt chân đến châu Phi, thì giấc mơ phát triển nông nghiệp mới được thực hiện thành công tại đây. Tỷ phú thế giới cũng phải chắp tay kính nể khi Tim Quang Linh thu hoạch thứ siêu quái dị cứu đói bản làng châu Phi. Nói về địa lý châu Phi thì đây chính là châu lục giàu có nhất thế giới về mặt tài nguyên. Thiên nhiên ưu đãi cho lục địa đen vô số những khoáng sản quý như vàng, kim cương, dầu mỏ, đá quý, chiếm tới hơn 1/3 trữ lượng khoáng sản toàn cầu. Cứ tưởng nhiều tài nguyên thiên nhiên như thế thì cuộc sống người dân phải khá giả lắm, nhưng sự thật lại đau xót hơn nhiều. Con người châu Phi đang phải sống cuộc sống chật vật, vất vả khi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Vì thế, vị tỷ phú hàng đầu thế giới là Bill Gates đã đến đây với mong muốn cải thiện cuộc sống cho người dân. Ông đã tài trợ cho một nhóm nghiên cứu nhằm làm giảm chất cyanua tự nhiên trong củ sắn, đồng thời làm tăng protein, vitamin để tạo sức đề kháng với những căn bệnh mới của cây sắn để phát triển loài cây này tại châu Phi. Tuy nhiên, cây sắn của Bill Gates lại không được trồng thành công ở lục địa đen. Thế nhưng, các bạn trẻ Việt Nam lại làm được những điều kỳ lạ ngay trên chính mảnh đất châu Phi khô cằn. Những con người bình thường ấy đã cùng với các chuyên gia nông nghiệp lai tạo ra một loại lương thực cho năng suất cao, rất thích hợp với điều kiện đất đai, khí hậu ở đây. Sau nhiều ngày trăn trở làm sao tạo ra được những giống cây tốt, năng suất cao mà lợi ích thu hoạch được là nhiều nhất, các chuyên gia Việt Nam đã nghiên cứu và quyết định trồng thử nghiệm giống khoai lang đột biến. Bởi khoai lang dễ sống, cách trồng đơn giản mà năng suất lại cao. Mọi thứ thuộc về loài cây này đều giúp ích cho con người. Ngọn rau khoai lang mang về luộc hoặc xào tỏi rất ngon. Củ khoai thì làm được nhiều món, từ luộc, rán tới làm bánh. Còn dây khoai già thì sẽ làm thức ăn cho gà, lợn. Quá trình trồng khoai chăm sóc tới khi thu hoạch khoai lang tại mảnh đất Angola đều được anh Hùng Kaka và anh Đông Paulo ghi lại vô cùng chi tiết. Từ khi làm đất, vun luống trồng khoai, bà con nơi đây đều tỏ ra cực kỳ hào hứng và thích thú. Họ cùng nhau làm việc hăng say với niềm tin rằng chỉ sau vài tháng nữa thôi, những luống khoai này sẽ giúp họ có được nguồn lương thực lớn. Có lẽ đối với nhiều người, những củ khoai lang không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng đối với người dân châu Phi thì khoai lang lại đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nó không đơn giản chỉ là một thứ lương thực, mà đó còn là niềm mong ước của họ. Quanh năm suốt tháng, họ chỉ ăn ngô với sắn, mà có nấu thì cũng chỉ đổ nước vào hỗn hợp rồi đưa lên. Vì thế, khi được cầm củ khoai mềm ngọt trên tay, họ không giấu nổi niềm hạnh phúc vui sướng. Với những người dân châu Phi, những củ khoai lang giống như một thứ thực phẩm tuyệt vời, thơm ngon vô cùng. Sau một thời gian vun trồng, chăm sóc, thì tới nay vườn khoai lang của Team Châu Phi đã đến ngày thu hoạch. Nhìn những gương mặt rạng rỡ, háo hức đón chờ thành quả của tất cả người dân, khiến ai cũng cảm thấy vui lây. Đến khi anh Hùng Kaka bới được một củ khoai lang to chà bá, giơ lên cho mọi người xem thì tất cả đều trầm trồ và ô lên sung sướng. Bác trưởng thôn cũng không giấu được niềm hạnh phúc, hai tay cầm hai củ khoai rất lớn, rồi nhảy múa ăn mừng với mọi người. Thế rồi ai nấy đều đào khoai một cách say mê, hào hứng, mỗi người một tay cuốc, một tay đào. Chỉ một loáng, vườn khoai lang đã thu hoạch được xong. Trước mắt bà con bây giờ là một đống khoai lang rất lớn. Mặc dù thu hoạch khoai dưới thời tiết nắng nóng, nhưng khuôn mặt của ai cũng rạng rỡ vui tươi vì họ biết rằng trời đất đã không phụ lòng người, mang đến cho họ những củ khoai to tròn. Thời gian tới họ đã có thêm một loại lương thực để cải thiện bữa ăn, không còn phải lo bị đói nữa rồi. Sau khi anh Hùng Kaka nói rằng số khoai thu hoạch được sẽ đem chia cho mọi người trong làng, thì tất cả bà con đều vỗ tay, hò reo vui sướng. Hành động của người dân nơi đây đã thể hiện sự trân trọng của họ đối với thứ lương thực quý giá này. Rồi đến lúc mọi người nướng khoai ăn thử, ai cũng hồi hộp nhìn vào số khoai đã nướng chín. Nên khi cầm củ khoai trên tay, cắn một miếng ăn thử, thì tất cả mọi người đều tấm tắc khen ngon và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Nhiều người còn giơ ngón tay lên với biểu tượng like, thể hiện sự yêu thích của mình với món khoai lang nướng này. Chưa hết, khoai lang thu được còn được làm thành bánh khoai theo kiểu Việt Nam dưới sự hướng dẫn của anh Quang Dũng. Bánh khoai lang với người Việt chúng ta thì đã vô cùng quen thuộc rồi phải không nào? Còn đối với những người dân châu Phi thì đây lại là một thức quà lạ lẫm.
Thường ngày họ chỉ ăn khoai luộc với nướng là chủ yếu. Nay được thưởng thức món mới lạ thì họ tỏ ra vô cùng thích thú. Sau khi được anh Dũng hướng dẫn cụ thể, mỗi người góp một tay sơ chế rồi nhào bột. Chỉ một thời gian ngắn, mọi khâu chuẩn bị cho món bánh khoai lang đã được người dân thực hiện xong. Tới công đoạn nhóm lửa bắc chảo rán bánh thì ai cũng hồi hộp. Họ ngồi vây quanh bếp lửa hồng, lặng lẽ ngồi xem anh Quang Dũng đổ từng lớp bột bánh lên chảo. Tiếng nổ tí tách phát ra khiến tất cả mọi người đều tò mò. Họ thi nhau phân tích, bàn luận về chiếc bánh khoai vô cùng rôm rả. Khoảnh khắc ấy thật vui mà cũng thật ý nghĩa phải không các bạn? Mẻ bánh đầu tiên ra lò, mọi người đều đã quây quần đông đủ. Tất cả ánh mắt của người dân đổ dồn vào số bánh khoai vàng ươm, thơm nức vừa được rán xong. Tới khi cắn một miếng, vị ngọt tan chảy trong miệng, rồi vị giòn, vị béo hòa quyện khiến họ cảm thấy món này sao mà ngon đến thế. Mẻ bánh khoai thứ hai cũng đã được hoàn thành, lần này nó sẽ được chia cho đám trẻ trong làng. Những đứa trẻ hồn nhiên vui vẻ đón lấy chiếc bánh trong niềm hào hức và vui sướng. Dù chỉ là một thức quà đơn giản, nhưng với những đứa trẻ châu Phi, nó lại trở nên vô cùng quý giá. Chúng trân trọng thức quà này và nhanh chóng ăn hết một cách ngon lành. Có đứa trẻ còn mút cả tay sau khi ăn hết chiếc bánh. Chứng kiến giây phút ấy, có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy xúc động phải không nào? Không chỉ dừng lại ở khoai lang, Tiêm Quang Linh còn phân bổ cây trồng phù hợp với từng loại đất sẵn có tại châu Phi. Nhiều giống cây như ngô, đỗ, lúa mì được thử nghiệm và đi vào trồng trọt quy mô lớn đã tạo ra những thành công rõ rệt. Người dân chủ động nguồn lương thực của gia đình trong bữa ăn hàng ngày, chăm chỉ có thể đem ra chợ bán để kiếm tiền mua thức ăn, mua cây giống tái trồng trọt. Sự giúp đỡ của Việt Nam đã thắp lên hy vọng cho cuộc sống vốn nhuộm màu đen tối của người dân châu Phi, cảm thấy tinh thần lạc quan hơn, tự tin vào những gì mình làm. Người Việt Nam đã thôi thúc họ hãy dám ước mơ, dám hành động để thay đổi cuộc sống. Sau khi chứng kiến những thành quả nông nghiệp vượt trội được tạo ra từ công sức của những bạn trẻ Việt Nam, nhiều chuyên gia thế giới cũng phải bất ngờ. Họ đồng loạt thắc mắc là tại sao các tỷ phú đổ rất nhiều tiền vào châu Phi để cải tiến nông nghiệp tại đây, nhưng không mang lại kết quả như mong muốn, mà chỉ khi Tim Quang Linh đến đây lại có thể biến châu Phi trở thành một vùng đất màu mỡ chỉ với nguồn kinh phí ít ỏi. Điều khác biệt quan trọng và to lớn nhất ở đây là Tim Quang Linh đã kết hợp giữa việc tặng lương thực và hướng dẫn người dân tự tạo ra lương thực bằng chính sức lao động của mình. Khi đó, người dân sẽ cảm thấy trân trọng những gì mình làm ra và chủ động được cuộc sống, kiếm tiền bằng chính những sản phẩm họ tự dày công trồng được. Thật tự hào khi người Việt chúng ta lại một lần nữa đem đến những điều tuyệt vời cho người dân châu Phi. Các khán giả của Tri Thức Việt có suy nghĩ như thế nào sau khi xem đến những giây phút này của video? Hãy bình luận xuống phía bên dưới nhé! Video hôm nay xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!